Mumi này. Đấy, quá chất lượng rồi nhá. Mumi này, cực kỳ xịn các nhá. Đấy, hàng mới về luôn, cực kỳ chất lượng. Đó, đấy thì bên em mới về được một ít kilo mũ Mỹ. Bữa trước có rất nhiều bác hỏi nhưng mà hết hàng, không còn một tí hàng nào. Hôm nay là hàng lại tiếp tục về. Đợt này về hàng cực kỳ đẹp và chất lượng gửi đến quý của bác chị nhà mình luôn các bác nhá. Đấy thì đây em sẽ quay chi tiết về cái dòng mũ lính mũ quân đội này để các bác nắm bắt này. Con này đây, đó phần vành mũ này, rất đẹp này. Đấy, chất liệu của nó là dạng nhựa cao cấp nhá. Đấy, cực kỳ là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, vừa nãy em đã đập test cho bác xem rồi. Đó, có hai chữ US bên cạnh này. Logo nhá. Đấy, logo Mỹ này. American này. Đấy, United States of America này. Đấy, tiếp theo là bên trong. Bên trong thì sẽ có những cái phần vành mũ như này để khi mà các bác đội này, đấy các bác đội nó không bị chạm cái phần tóc của mình vào đây, nó không bị bết nhá. Đấy, nó có một cái phần cái khung mũ như này, khung vải nha. Đấy, để các bác độ nó thoáng đầu, nói chung là độ nó thoáng đầu. Ngoài ra thì con này các bác có thể là điều chỉnh các bác nhá, điều chỉnh được cái vành mũ của mình. Nghĩa là đầu các bác to thì các bác điều chỉnh, các bác nới ra. Và đầu các bác nhỏ các bác thu vào. Đấy, các bác điều chỉnh bằng cái vành này nhá. Đó, điều chỉnh bằng cái vành này. Ngoài ra thì phần cai quài này rất là chắc chắn luôn nhá. Đấy, cai quài rất là chắc chắn và xịn sò ngon lành. Cành đào của đính quý con chị nhà mình luôn. Đó, rất chất lượng một chiếc mũ của US nhá. Đấy, đi kèm thêm con này thì sẽ có kèm thêm cho các bác là một cái lưới bọc như này. Đó, đi kèm của nó sẽ có một cái túi như này. Thì các bác có thể là về các bác cho cái túi lưới này vào. Đấy, để các bác sử dụng này. Còn không thích thì các bác có thể tháo ra. Đấy, cái túi lưới này có thể là cho vào hoặc tháo ra đều được. Nói chung là tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bác sử dụng cho nó phù hợp đó nhá. Đấy, con này đội lên thì nhìn rất là ngầu nhá, cực kỳ là ngầu ngã luôn. Đấy, đội rất là vừa đầu, rất là đẹp luôn nhá. Đây, các nhìn này, rất đẹp, rất chất lượng nhá. Đây em sẽ gọi người mẫu nhà em ra đội thử bác xem. Anh ơi, đấy đội rất vừa lên này. Đấy, đội rất vừa luôn. Đấy, gọi người mẫu ra đội cho bác xem luôn nhá. Đấy, có thấy không? Rất vừa luôn. Lấy cái con này, lấy cái con lưới này đội thử. Đấy, đội rất vừa đầu luôn nhá. Rất là ngon, xịn sò, chất lượng. Đó, có thấy không? Đấy, nhìn nó rất là ngầu nhá. Đấy, nhìn rất ngầu ngã luôn. Rồi, đây là về cái dòng sản phẩm mũ US bên em đang phân phối và gửi đến quý anh chị nhà mình nhá. Bác nào có nhu cầu về cái dòng này cứ liên hệ trực tiếp em, số đi em để phần mô tả tiêu đề video thì em sẽ đi vào báo giá luôn. Đấy thì các bác lên nhanh mã cho em dòng sản phẩm mũ lưới nhá. Đấy, mũ lưới đây. Đấy, vì nó có một cái tấm lưới bên ngoài nhà. Thì con này bên em bữa trước đang bán giá 250k. Đấy, chắc nhiều bác biết cái giá cũ đây rồi. Hôm nay bên em về lô mới nên là giá được giảm hơn một chút, tốt hơn. Đấy, giá chỉ có 210k một con này thôi. Và bao ship tận nhà nhá. Đấy, em cam kết với bác là giá của em bao giá thị trường luôn, không có ai bán rẻ bằng nhà em luôn các bác nhá. Các bác yên tâm tham khảo các shop luôn. Đấy. Cuối cùng thì bên em vẫn bán giá tốt nhất 210k một con và bao ship tận nhà. Đấy, các bác lên mã cho là dòng sản phẩm mũ lưới nhá. Đấy, 210.000 bao ship tận nơi. Đấy, hàng đầy đủ ngon lành xịn sò gửi đến quý các anh chị nhà mình luôn nhá. Đấy, đầy đủ lưới liếc các thứ rồi mũ Mỹ ngon lành cái nào luôn. Quay kiếc đầy đủ hết con nhá. Rồi, các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như nút đăng ký kênh để đón xem sản phẩm rồi video mới nhất của em. Xin chào và gặp lại các bác trong những video sau.